Ba Khía. Lít, gọi đi. Làm gì lâu vậy? Tao có nhiều chuyện cần phải giải quyết nên tới trễ. Nãy tao kêu để tao chở mày đi chung luôn mà mày không chịu. Đợi mày lâu muốn chết, kêu đồ ăn nãy giờ luôn làm tao không dám ăn. Đợi mày tới đồ ăn ngủ hết trơn rồi nè, ăn đi ăn đi. Được rồi, để nó đi, từ từ ăn cũng được mà, có gì đâu gấp. Ê, rốt cụ nè, uống đi uống đi. Vô cái coi. Vô. Vô. Mày làm tao bất ngờ lắm luôn đó nha. Ê, nhưng mà sao mày làm được quản lý hay vậy? Có phải là do bà Ngọc là má nuôi của mày á đưa mày vào làm phải không? Nói chung á, cái chuyện này cũng khó nói lắm. Quan trọng là bà Ngọc, bà thấy tao thích hợp nên đưa tao vào làm. Nhưng mà thật sự tao là người có năng lực, tao có tài, cho nên bà phải trọng dụng tao thôi. Chứ không phải nhất thiết là phải vì vấn đề A, vấn đề B thì tao mới làm được. Tao tin mày sẽ là một quản lý giỏi. Trong cái nhóm bạn của mình, chỉ có mình mày là có chức vụ cao vậy á, khiến cho tao cũng được thâm lây á. Bà con lối xóm với mình chắc cũng vui lắm luôn á. Tất nhiên tao sẽ làm được, và còn phải làm tốt nhất. Chúc mừng mày nha. Bạn thân của tao được một công việc như ý. Ăn đi ăn đi. Bà Khía. Hả? Sẵn đây tao nói thẳng luôn nghe. Công việc là công việc, anh em là anh em. Sau này nếu như mà mày có làm cái gì sai, tao cũng phải thẳng tay thôi. Chứ tao không có nể tình anh em mà tao du di được đâu nghe. Chuyện đó là đương nhiên rồi, tao biết mà. Tao sẽ cố gắng không có làm gì sai để mày không phải khó xử như vậy đâu. Tao đang thực nghiệm các món ăn về Ba Khía ở quê của mình. Sắp tới nếu thành công, mày đưa vô thực đơn nhà hàng giùm tao được không? Cái gì cũng phải theo quy trình thứ tự. Nếu như bây giờ mày đưa vào thì ok, nguồn hàng này nó cũng tốt đó. Nhưng mà lỡ thực khách người ta không đặt thì sao? Rồi hàng lúc đó bị tồn, bị dư rồi bỏ hả? Ê, vốn bỏ ra nhiều lắm á nghe chú. Đâu phải như bán quán dưới quê. Mày hiểu không? Tao không thể tự quyết định được. Tao phải trình bày với ban giám đốc. Rồi quyết định của ban giám đốc như thế nào thì tao mới nói với mày được. Thật ra thì tao cũng biết mà. Nhưng mà tao vẫn chờ tin của mày, thằng bạn tốt của tao. Bạn tốt. Vô cái đi. Nếu món ăn mày thành công thì địa vị của mày sẽ khác, và khi ấy mày sẽ trở thành mối nguy hại của tao. Tao không để chuyện này xảy ra đâu. Ăn đi, ăn đi, ăn đi.